Mến chào các em đã đến với tiết học mỹ thuật lớp 6 của trường trung học cơ sở Nguyễn Đình Chiểu. Hôm nay cô xin giới thiệu các em với bài học mới, đó là bài 3 tranh in hoa lá tiết 2. Chúng ta bắt đầu vào tiết học nào. Để thực hiện tốt bài vẽ này thì chúng ta cần đưa ra những yêu cầu cần đạt. Chúng ta có 3 yêu cầu cần đạt. Thứ nhất, chúng ta sẽ chia sẻ sản phẩm, vận dụng một số chất liệu để hoàn thành sản phẩm. Học sinh sẽ chia sẻ sản phẩm của mình. Thứ hai, chúng ta sẽ ứng dụng sản phẩm. Chúng ta biết ứng dụng sản phẩm vào thực tế đời sống. Biết và hiểu được nghệ thuật in tranh. Biết đặt câu hỏi, trả lời và trao đổi tác giả tác phẩm in tranh. Và chúng ta phải tiếp tục vào hoạt động thứ nhất nhé các em. Bây giờ cô và các em sẽ đến với hoạt động thứ nhất. Chúng ta sẽ đi trưng bày sản phẩm và chia sẻ những cảm xúc của mình nha các em. Sau đây là một số sản phẩm của các bạn. Đầu tiên cô xin giới thiệu các em sản phẩm của bạn Công Thành lớp 6 năm. Thứ hai là bản sản phẩm của bạn Tuyết Nhung lớp 6 năm. Và hai sản phẩm của bạn lớp 61 đó là bạn Bảo Ngọc và bạn Gia Bảo. Các bạn đã có những bài vẽ rất là tốt, những bài tranh in hoa lá rất là tốt. Thì sau đây các em hãy nhìn tranh và cho cô biết rằng cảm xúc của các em như thế nào nào. Thì đối với cô, cảm xúc của cô khi nhìn tranh của các bạn là cô thấy được sự hồn nhiên của các bạn, cũng như là sự cảm xúc của các bạn đã truyền tải được trong những bức tranh in hoa lá. Các bạn đã chọn được những màu sắc đa dạng và những chiếc lá đẹp riêng của bản thân mình. Và trong cách trình bày của các bạn cũng có chọn lọc được những màu vẽ, những gam màu, cũng như những cái màu sắc của lá có sự thay đổi, sắp xếp chồng lên nhau và tạo ra một sự đa dạng phong phú về gam màu và cũng như về chất liệu. Cô cảm ơn các bạn đã có những cái cảm xúc rất là hồn nhiên. Và cô mong các sau cái bài này thì các bạn sẽ cũng có, tất cả chúng ta đều có một cái bài vẽ in hoa lá có thể áp dụng trong những cái tiết sau thiệt là tốt nha các em. Sau đây cô và trò của chúng ta sẽ đến với hoạt động thứ hai, tìm hiểu nghệ thuật in tranh trong cuộc sống. Để biết được nghệ thuật tranh in trong cuộc sống có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống tinh thần của chúng ta, thì chúng ta hãy vào xem một video tư liệu sưu mà cô đã sưu tầm được, tìm hiểu về nghệ thuật tranh đồng hồ và tranh hàng trống. Tranh dân gian Đông Hồ đặc trưng là ở chất liệu làm tranh và cách in tranh. Các màu thường lấy từ chất liệu thiên nhiên, màu trắng từ vỏ điệp, màu đen từ than lá tre, màu xanh từ lá tràm, màu vàng từ hoa huệ, màu đỏ từ sỏi son hay gỗ vang. Đây là những gam màu cơ bản không pha trộn. Thường thì trên Đông Hồ chỉ dùng tới 4 màu để tương ứng với số bản khắc gỗ. Giấy được làm thủ công từ vỏ cây gió và được kết một lớp điệp làm từ vỏ sò điệp. Tranh làm đồng hồ không phải vẽ theo cảm hứng nghệ thuật mà người ta dùng ván để in. Một bức tranh được tạo nên bởi nhiều ván in khác nhau.
và mỗi ván tương ứng với một màu riêng biệt. Chỉ những người thợ lành nghề mới có thể khắc những tấm ván in đạt đến trình độ tinh xảo. Không phải gỗ nào cũng có thể dùng để làm ván in. Chỉ có gỗ thị, gỗ rổi hay gỗ bằng tâm là đạt yêu cầu, bởi những loại gỗ này vừa bền, vừa chắc và thịt gỗ rất mịn. Việc in tranh cũng đòi hỏi sự cẩn thận và kỳ công. Tranh đồng hồ có bao nhiêu màu thì có bấy nhiêu bản khắc này, và đồng thời là bấy nhiêu lần đi. Và đặc biệt các bạn có thể biết một chút như này, tranh đồng hồ thì bao giờ cũng phải in màu đỏ là màu đầu tiên, và mỗi một ngày ta in được một màu. Ngày hôm nay ta in màu đỏ thì ngày mai khô mình sẽ in được màu xanh, ví dụ như màu xanh như thế này. Mỗi một ngày ta, các bạn lưu ý là các bạn chỉ in được một màu thôi, và lần lượt cứ thứ tự nhất là ta in màu đỏ, thứ hai là ta in màu xanh, và thứ ba là ta in màu vàng. Màu vàng cũng một loại này, và thứ tư ta in màu ghi, và cuối cùng là ta in màu đen để hoàn thiện một bức tranh đồng hồ. Trên gác xếp của căn nhà nằm nét trong ngõ 22 phố Cửa Đông Hà Nội, nghệ nhân duy nhất của dòng tranh Hàn Trống đang miệt mài với những khung tranh Tết. Những khung tranh đen nhánh đánh lên màu mực tàu đã phủ thẫm suốt hàng chục năm. Dưới bàn tay của ông, nàng tố nữ của đất Thăng Long ngàn năm văn vật dần được tái hiện. Tố nữ, công chép, phúc lộc thọ là những bức kinh điển của tranh Hàn Trống, vốn đặc trưng cho thú chơi tranh Tết của người Hà Nội. Tranh chủ yếu xoay quanh các nội dung mang hàm ý mong cho năm mới sung túc, may mắn. Trong cái ký ức từ hồi nhỏ của tôi thì trong nhà tôi mỗi khi Tết đến xuân về bao giờ cũng có những cái bức tranh rất rực rỡ. Mẹ tôi luôn luôn là người treo tranh công chép ở hai bên của bàn thờ, thì bức công thì thể hiện cho người phụ nữ cái cao quý, cái hạnh phúc của gia đình, còn bức chép thì lại tượng trưng cho người đàn ông, sự thành đạt, cá chép vượt ngũ môn hóa rồng. Tranh Hàn Trống được ưa chuộng không chỉ ở chủ đề mà còn bởi bút pháp trong nét vẽ của nghệ nhân. Chỉ một chấm mực hòa cùng nước đã tạo nên sắc độ khác nhau cho mỗi nét vẽ. Vì thế, không bao giờ có hai bức tranh giống nhau hoàn toàn. Giai đoạn tạo mảng màu cho tranh kéo dài cả tuần lễ, bởi nghệ nhân chỉ có thể vẽ một hai màu nhất định mỗi lần, rồi chờ màu khô mới hoàn thiện tiếp. Trong thời gian đó, ông Nghiêm chuyển sang làm bức tranh khác. Cứ thế, một ngày làm việc của ông xoay vòng quanh những bức tranh với hàng chục chủ đề khác nhau. Từ tranh sinh hoạt, tranh theo điển cố, điển tích, đến tranh thờ phụng, tín ngưỡng. Trong đó, theo trí nhớ của ông, dòng tranh Phật giáo có đến 60-70 đề tài, phổ biến có Phật Bà Quan Âm, Tam Thế Tam Thân, Mục Liên Địa Tạng. Nét vẽ của cái hàng trống kia thì nó tả được các cái mà uy linh của cái chân thờ. Thì bằng một gọn bút lông chỉ cần vẽ một cái nét sổ ngang và tì bút hai đầu, nó tòe ra một cái nét rất là đơn giản, mềm mại như thế thì tất tả được cái nụ cười của Phật. Nghệ thuật vèn cản, tức là dùng cái màu lửa nước, lửa màu để đặc tả cái nét mặt hồn hậu của Phật. Thì cái này là chỉ có Việt Nam có thôi, không lẫn với lại bất cứ một cái dòng tranh nào khác, kể cả Trung Quốc lẫn Nhật Bản, Hàn Quốc. Tranh Hàn Trống được thực hiện hoàn toàn thủ công, từ mài mực đến bồi tranh bằng keo bột mì như thế này. Đôi bàn tay của ông Nghiêm thoăn thoắt lướt trên những tờ giấy gió mỏng manh. Đó là những kỹ thuật được ông rèn luyện từ năm 17 tuổi. Dòng tranh này cầu kỳ, tỉ mỉ, đòi hỏi cao mỹ cảm của người vẽ. Trong khi đó, thói quen của người mua tranh đã khác. Nhưng không vì thế mà ông từ bỏ nghề cha ông.
vẽ ra một cái bức tranh đẹp để người chơi tranh trân trọng thì cái điều đấy là vô cùng hạnh phúc và vô cùng thích thú. Thì lúc đấy mình không tính về cái giá trị kinh tế. Những cái khách đến đặt tranh của tôi thì là bây giờ có các bạn rất là trẻ, thì cái hình ảnh gợi nhớ lại cho người ta vào ngày xưa ông bà người ta có tranh bức tranh này thì họ bằng được, họ đi mua bằng được cái tranh đấy, nó gợi cho một cái không khí đầm ấm của cái ngày Tết của cái dân tộc Việt mình. Từ cái lý do đó mà tôi vẫn cứ thích làm và tôi vẫn cứ thích giữ cho nó tồn tại được. Vì vậy, vẽ tranh, làm tranh và được giới thiệu cho du khách trong và ngoài nước về cái hay, cái đẹp của dòng tranh dân gian đất Kinh Kỳ vẫn là niềm hạnh phúc của ông Nhiên mỗi dịp Tết đến xuân về. Sau khi xem một video thì cô biết chắc chúng em đã có những cái nhiều cảm xúc khác nhau. Thì hôm nay cô và các em sẽ có một cái phần bài tập nhỏ về nhà. Về nhà, các em hãy trả lời câu hỏi cho cô với những câu hỏi sau. Thứ nhất, em hãy cho cô biết chất liệu trong tranh đồng hồ và tranh hàng trống là gì, được lấy từ đâu. Hãy kể một số màu mà em biết. Thứ hai là hãy cho cô biết tác giả của hai dòng tranh trên là ai. Thứ ba, hãy nêu cảm nghĩ của em về tranh đồng hồ và tranh hàng trống. Đây là một bài tập nhỏ mà cô mong các em về nhà sẽ làm vào tập của mình sau khi xem video đó. Tiếp theo, cô sẽ giới thiệu cho các em về tranh khắc gỗ. Tranh khắc gỗ thì có từ rất lâu và mang một giá trị riêng biệt rất đẹp và đậm đà tính dân tộc của Việt Nam chúng ta. Để thực hiện được một bức tranh khắc gỗ thì người họa sĩ cần có một bản gỗ. Bản gỗ này được khắc và được khắc bằng những nét khác nhau, bằng những nét đa dạng và để tạo hình, gọi là nét tạo hình. Thì những nét nào mà người họa sĩ khắc được nhô lên thì những nét đó người họa gọi là nét dương, còn những nét nào khắc âm xuống thì những nét đó là nét âm. Thì dựa trên những nét âm dương đó mà sau khi khắc thành một tác phẩm thì những cái nét dương được trồi lên đó là những hình ảnh mà người họa sĩ cần lấy lại. Và những hình ảnh nào không cần thì sẽ được khắc bằng những nét âm. Và trong những nét âm đó sẽ có những đường nét khác nhau để tạo nên những sớ gỗ mềm mại và phong phú. Và tiếp theo, sau khi đã bôi màu lên tranh như bước 2 thì người họa sĩ sẽ bắt đầu in tranh. Việc in tranh này cần một độ chính xác cao và cần có một chất liệu là chất liệu giấy thấm màu rất là đẹp. Về tranh khắc gỗ thì có nhiều dạng tranh khắc gỗ khác nhau. Trước mắt các em đây là tranh khắc gỗ đen trắng, đã thể hiện được những cái đường nét mềm mại, thể hiện được những hình vẽ rất là đẹp, và chúng ta cần một cái sức tạo hình của người họa sĩ rất là cao để trở nên một tranh khắc gỗ trở nên đặc sắc và có nhiều những cái đường nét thay đổi để làm cho người xem bắt mắt. Vì vậy mà tranh khắc gỗ rất có giá trị và mang tính đậm đà bản tính dân tộc đó các em. Và sau đó thì ngoài tranh khắc gỗ ra thì những người họa sĩ đã biết áp dụng vào để thể hiện những cái tranh với nghệ thuật cao, với những nghệ thuật tiếp cận với đương đại. Ví dụ như bức tranh Nỗi đau ngọt ngào của họa sĩ Mỹ Linh với chất liệu tranh in kẽm. Thì ở trong bức tranh này chúng ta thấy rất là quen thuộc những đường nét. Nó giống như là một bức tranh trừu tượng mà chúng ta đã học ở bài 1. Đó là tranh vẽ theo giai điệu âm nhạc, đúng không các em? Những mảng màu khác nhau được những đường chảy trên bức tranh tạo ra một sự phong phú, tạo ra một cảm xúc, một nỗi đau nào đó của mà họa sĩ, một người họa sĩ muốn nói đến. Và bức tranh tiếp theo cô xin giới thiệu với các em đó là bức tranh đồ họa của họa sĩ Trần Văn Quân với một lòng yêu nước vô cùng sâu sắc.
cô nghĩ Trần Văn Vân mới có thể vẽ lên một bức tranh đẹp như thế này về các anh lính Cụ Hồ, những người đã hy sinh cho quê hương, cho đất nước. Đây, đó là một khu rừng, cô nghĩ đó là một khu rừng về dãy Trường Sơn. Có thể cô nghĩ đó là một cái dãy Trường Sơn, một khu rừng nào đó mà chúng ta thấy những vẻ đẹp được toát lên bằng những chinh bố cục đường lượng nè, những chú bộ đội đi tiếp nối với nhau đã tạo thành một cái bố cục đường lượng xa gần, những người gần tạo nên một cảm giác như trung tâm, và những cái động thái của những chú bộ đội thì khác nhau, và những cái người họa sĩ đã vô cùng phong phú để tạo ra những mảng màu, những nét mảng khắc chìm cũng như những mảng màu âm dương hòa quyện với nhau để tạo ra một cánh rừng rất là đổi. Một cánh rừng và có những cái ngọn suối chảy rất là đẹp và rất là phong phú về nét, những mảng màu nét nhỏ chồng lên nét mảng nhỏ chồng lên mảng to, rồi mảng to lại xen kẽ như với những mảng nhỏ đã tạo ra sự phong phú bức tranh và tạo ra một luật xa gần. Chúng ta thấy xa xa thiệt là xa, trên những mảng sáng thì lại có những chú hình dáng nhỏ nhỏ thật là nhỏ của một dãy người, một dãy hành quân, một dãy của chú bộ đội đang hành quân ở phía thiệt là xa, thì đó là sự tiếp nối nhau tạo ra một đường lượng bố cục rất là đẹp. Đây là một tác phẩm cô xem như đó là một tác phẩm tuyệt tác của họa sĩ Trần Văn Quân đó các em. Ngoài ra thì tranh cũng có nhiều, tranh in cũng có nhiều loại khác nhau, cũng về thể hiện những đề tài khác nhau về cuộc sống, về quê hương đất nước, về những tình yêu thương con người, và về cây cối, hoa lá, tranh in mà chúng ta đã từng học, thì chúng ta thấy tranh in rất là nhiều, phong phú và đa dạng. Vì vậy chúng ta có một kết luận, nghệ thuật tranh in đối với đời sống thì ngoài nghệ thuật cao đó thì chúng ta thấy tranh in còn có thể hiện trong đời sống hàng ngày, ví dụ như là trên áo chúng ta nè, chúng ta thấy có những hình ảnh in nè, đó là những công nghệ in thông thường, ví dụ như là trên áo nè, rồi trên ba lô nè, trên vải nè, trên mũ nè, thì có rất là nhiều cái hình in. Hoặc là trên cái panel office này cũng đó là một dạng in, thì tranh in nó trở thành một lĩnh vực rất là quen thuộc đối với chúng ta. Nó được thể hiện bằng cách gián tiếp đưa chấm nét màu từ một khuôn in tranh trên mặt giấy vải để được thể hiện được cái ý tưởng của người họa sĩ. Kỹ thuật và hình in có thể là ứng dụng trên nhiều sản phẩm khác nhau, như cô nói đó, như là vải nè, như là vải hoa nè, như là trên giấy gói hàng nè, trên mũ nè, trên ba lô nè, vân vân. Rồi kỹ thuật đồ họa thì cũng đã khá phổ biến rồi, đã khá rất là quen thuộc với chúng ta, và có thể tạo ra những tác phẩm mỹ thuật nâng cao được giá trị sử dụng và tính thẩm mỹ hơn. Và nó đã cũng Việt Nam của chúng ta cũng có những sản phẩm về tranh in đã đi đến với tầm của ra ngoài thế giới rồi đó các em. Tiết học chúng ta đến đây là hết. Thì sau đây cô có một số dặn dò với các em. Thì cô mong rằng sau cái tiết học này, các em sẽ có một số kiến thức thêm về tranh in ở Việt Nam, và cũng như là tìm hiểu thêm về tranh in. Thứ hai là chúng ta về chuẩn bị bài sau cho cô là bài thiệp chúc mừng nha các em.